Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên trong cuốn sách về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới phát hành đầu năm nay, đăng bài mà tác giả viết từ 50 năm trước với tiêu đề Bệnh sợ trách nhiệm. Gần đây, căn bệnh này có triệu chứng nặng hơn, làm nóng cả diễn đàn quốc hội tại kỳ họp thứ năm vừa qua. Bài viết trên báo Nhân dân cuối tuần khẳng định đã đến lúc phải bắt mạch cho đúng, kê đơn để chữa trị kịp thời, không để lây lan trong bối cảnh thực tiễn đất nước còn bề bộn nhiều việc phải làm. Tối ngày 22 tháng 7 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổ chức chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh và đánh giá cao báo nhân dân đã khởi xướng và bền bỉ tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm khơi dậy làm sống động những sự kiện lịch sử của dân tộc. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu đã tái hiện sinh động khát vọng vươn tới hòa bình của nhân dân ta để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Trong phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu Bên cạnh một số bị cáo thừa nhận cố tình gợi ý để doanh nghiệp chi tiền, thì cũng có bị cáo cho rằng hành vi nhận tiền của mình là do các doanh nghiệp cảm ơn. Tuy nhiên, số tiền mà các bị cáo nhận rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, từ hành vi nhận tiền của các bị cáo nói trên và những vụ việc tương tự xảy ra trong thời gian vừa qua cho thấy vấn nạn phong bì vẫn đang tồn tại phổ biến. Để loại bỏ vấn nạn này, cần nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng có lẽ trước hết và quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền, giáo dục, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức bản lĩnh để mỗi cán bộ công chức luôn biết trọng danh dự, liêm sỉ, vượt qua mọi cám dỗ. Chuyển sang thông tin trên báo Đại biểu Nhân dân, Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến việc vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn, thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới các lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần trong quá trình kiểm tra kiểm dịch thực vật. Vì vậy, các địa phương phải tăng cường kiểm kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu, việc buông lỏng trong kiểm tra giám sát có nguy cơ làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này. Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù nền kinh tế toàn cầu đã gặp nhiều khó khăn và có dấu hiệu suy giảm, doanh số bán lẻ tại một số nền kinh tế lớn trên thế giới như là các nước châu Âu, Mỹ đều tăng chậm. Nhưng theo bài viết trên báo Hà Nội mới, thị trường trong nước vẫn giữ được mức tăng trưởng tích cực. Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trước những khó khăn của thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp ngành hàng đang đặt kỳ vọng lớn vào thị trường tiêu thụ nội địa trong năm 2023. Bên cạnh đó thì từ đầu năm 2000 từ tháng 7 đến nay, thuế giá trị gia tăng được giảm từ 10% xuống còn 8% đối với nhiều mặt hàng, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi trực tiếp với chính sách này. Đây được xem là động thái tạo cú hích cho tăng trưởng tiêu dùng nửa cuối năm. Hãy để thí sinh chọn nguyện vọng theo cách của mình. Đó là một trong những thông điệp xuyên suốt trong phần tư vấn của các chuyên gia tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học ngay vào ngày 22 tháng 7 diễn ra đồng thời ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận trên báo tuổi trẻ, hai ngày hội thu hút được hàng chục nghìn lượt học sinh phụ huynh và hàng trăm mối băn khoăn trước giờ của thí sinh phụ huynh đã được các chuyên gia tận tình giải đáp. Các chuyên gia khuyến nghị thí sinh có thể đặt các nguyện vọng với số lượng tùy ý, tuy nhiên chỉ có thể trúng tuyển một nguyện vọng. Vì vậy, ngành học mà thí sinh yêu thích nhất sẽ phải ưu tiên đặt làm nguyện vọng một. Những nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng vẫn còn băn khoăn chưa xác định sẽ học không nên đặt ở nguyện vọng 1 bởi vì nếu trượt nguyện vọng 1 sẽ lần lượt được xét đến những nguyện vọng tiếp theo